cây mít đồng bằng sông Cửu Long chao đảo bởi chiêu ép giá của thương lái Trung Quốc. Nắm quyền quyết định tiêu thụ ở ngay vùng sản xuất, thương lái Trung Quốc đã đưa ra nhiều chiêu ép giá tại thị trường mít ở đồng bằng sông Cửu Long, khiến các nhà thu mua và cả người nông dân trồng loại cây này bị điêu đứng. Trong vài ba năm trở lại đây, mít Thái là một loại cây trồng có tốc độ phát triển nhanh về diện tích sản xuất ở đồng bằng sông Cửu Long, nhất là ở Tiền Giang và Đồng Tháp, bởi loại cây ăn trái này dễ trồng, giá bán hấp dẫn, mang lại lợi nhuận gấp hàng chục lần so với sản xuất lúa. Số liệu báo cáo của Cục Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, tổng diện tích mít, chủ yếu là mít Thái, ở các tỉnh phía Nam trong giai đoạn nuôi trái và thu hoạch đến tháng 4 năm 2021 có khoảng hơn 39.000 ha. Tuy chỉ mới phát triển trong những năm gần đây, nhưng loại cây trồng này đã vượt qua diện tích của nhiều loại cây ăn trái đã phát triển từ đó trước đó nhiều năm, như thanh long hơn 25.300 ha, chôm chôm hơn 19.500 ha, nhãn 30.200 ha, thậm chí vượt luôn cả diện tích của cây sầu riêng là hơn 36.100 ha. Khi giải về tốc độ phát triển rất nhanh của cây mít, những người trong cuộc cho rằng là do lợi nhuận của loại cây trồng này khá cao, một công khoảng 1.000 mét vuông có thể cho doanh thu 100 đến 150 triệu đồng mỗi năm, cao gấp 10 đến 15 lần doanh thu so với sản xuất lúa trên cùng diện tích. Thậm chí vào những lúc cao điểm, mỗi trái mít loại một có thể bán được với giá 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của vài tháng trước, thậm chí là 2 năm trước. Chứ còn bây giờ, cả người trồng mít và những nhà thu mua đang lao đao vì những chiêu trò được thương lái Trung Quốc bày ra. Ông Nguyễn Bá Tùng, ngụ xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, là chủ một cơ sở sản xuất và xuất khẩu trái cây có tiếng ở địa phương này nói: bây giờ trồng mít không có ăn đâu. Thậm chí ông đã quyết định đốn bỏ trên dưới 1.000 gốc mít đang trong giai đoạn chuẩn bị cho trái để chuyển sang trồng mẫu Đài Loan xuất khẩu trực tiếp đi thị trường Trung Đông. Theo lý giải của ông Tùng, thương lái Trung Quốc hiện đứng sau điều hành các vụ thu mua lớn. Họ thuê cả công nhân viên, biết rất rõ thời điểm nào có lứa mít thu hoạch rộ. Vì vậy họ đưa ra các chiêu trò gây khó dễ để ép giá mình dữ lắm, ông Tùng nói. Và cho rằng phía trong nước không làm gì được vì bị phụ thuộc tiêu thụ của Trung Quốc. Cụ thể trước đây, mít Thái loại 1 là trái có trọng lượng từ 9kg trở lên, không bị méo, vỏ ngoài không bị đen là đạt yêu cầu. Tương tự thì mít loại 2 có trọng lượng từ 7 đến dưới 9kg. Mít loại 3 là từ 5kg đến dưới 7kg một trái. Trong khi đó, loại phía dưới nữa được xếp vào loại mít kem, trừ các trái chín hoặc bị sâu đục sẽ được xếp vào loại hàng chợ, và tương ứng mỗi loại mít sẽ có một mức giá thu mua khác nhau tùy thời điểm. Tuy nhiên, theo một chủ vừa thu gom mít ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, thời gian gần đây mít loại 1 ngoài đáp ứng những yêu cầu như trên, thì thương lái Trung Quốc còn yêu cầu khi gạt đầu trái mít, số lượng hột hay là muối mít đó lộ ra phải từ 2 muối mít trở xuống. Nếu từ 3 hột hay là 3 muối thì sẽ bị đẩy xuống hàng, gọi là mít kem. Lý do họ đưa ra là nhiều muối như vậy đồng nghĩa là cơm của muối mít sẽ mỏng, không đạt yêu cầu. Người này nói và cho rằng thực ra đó là cách để thương lái ép giá, nhưng nhà vựa và nhà nông không làm gì được. Nhiều nhà vựa cho biết với chiêu trò như trên, hiện một tấn mít được thu hoạch thì có đến 80-90% là mít kem và mít chợ, chỉ có khoảng 10-20% là mít nhất nhì. Quy cách của họ đưa ra để thu mua như vậy thì chúng tôi là lái mít trực tiếp mua tại ruộng của nhà vườn, bắt buộc cũng phải thực hiện như vậy, ông Trần Văn Cường, một lái thu mua mít ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nói. Thậm chí theo ông Cường, nhiều lái mua mít như ông cũng chịu cảnh lỗ sặc gạch, bởi khi mình gạt đầu trái mít thấy có một hộp hiện ra, trong khi trọng lượng đạt, hình dạng đẹp thì đương nhiên phải mua mít loại 1. Tuy nhiên khi ra đến giữa thì họ lại gạt thêm một dao nữa, rồi nó lại hiện ra 3 hộp hay là 3 muối thì coi như là mít kem, phải chịu lỗ, ông Cường giải thích. Theo một chủ dựa do thương lái Trung Quốc vào trực tiếp, đứng sau điều hành và biết rất rõ thời điểm nào thu hoạch mít rộ, thời điểm nào khan hàng, cho nên họ liên tục ép giá khi nguồn cung tăng.
Chẳng hạn, hiện tại mít loại 1 có giá chỉ còn khoảng 20 đến dưới 20 ngàn đồng một ký, loại 2 là 13 ngàn đồng một ký hay loại 3 là 10 ngàn đồng một ký, mít kèm là 7 ngàn đồng một ký và mít chợ là 2 ngàn đồng một ký. Đây là giá mít tại dựa, còn tại ruộng của nhà vườn còn thấp hơn khoảng 2 ngàn đồng nữa. Chính vì bị ép giá, ép quy cách tuyển chọn khi phân loại mít, cho nên nhiều nhà vườn lẫn thương lái trực tiếp mua tại vườn phải chịu cảnh lao đao vì giảm lợi nhuận, thậm chí là thua lỗ. Đây không phải là câu chuyện mới trong ngành cây ăn trái ở đồng bằng sông Cửu Long. Trước đó, giá trái thanh long, sau khi thương lái Trung Quốc vào đứng sau các dựa và trực tiếp điều hành, đã khiến thị trường tiêu thụ trái thanh long bị méo mó, nông dân rơi vào cảnh lỗ lã, trong khi các biện pháp can thiệp từ các nhà quản lý vẫn chưa quyết liệt.